cô chú anh chị. Đây là lô 13 nhỉ? Lô 13, nói chung là ra chợ Vạn Phúc hỏi chậu cảnh. Chủ tên là Thành nhá. Khu lô 13 là nghề Vạn Phúc ở đâu? Cứ ra chợ hỏi là biết số điện thoại kia nhá các bác nhá. 0902186287. Đấy, chậu tàu rất nhiều những cái mẫu có cả cũ cả mới và đa dạng. Cơ bản thì phù hợp với anh em mini các bác nhá. Anh em vào có nhu cầu thì vào đây chọn một cái địa chỉ chọn, tức ở đây anh em mới làm ít người biết, giá thì cũng khá mềm, anh em vào chơi và chọn chậu nhé. Đấy, rất hợp với anh em mini. Ở đây có cả đôn, chậu tàu, thậm chí đất, đầy đủ cả các cái mẫu khác nhau. Đây, ông chủ đây nhỉ, ra gặp nhiều anh em khác lắm nhưng đây là ông chủ đúng không, hay là anh em chung nhau hết không gian này tí. Rất khoái những cái mẫu này nhưng mà đang đi tìm một cái chậu 35 50 35 50. Đây bác, đây tên ông chủ thứ hai này là gì nhỉ? Tên ông chủ thứ hai này là gì nhỉ? Tuấn Anh à? Đây, ra đây giới thiệu qua tí đi. Đây, ví dụ luôn một cái chậu như thế này, chậu quạt là chất liệu này là... thì là tàu mới. Tàu mới là bao tiền? Hàng đẹp đấy. Khoảng bao tiền? 2 triệu. 2 triệu. Kích thước nó khoảng bao nhiêu? Này thì size 50. Và những cây đổ chậu quạt rất là đẹp. Em thì bán thì các loại cả tàu mới tàu cũ. Cửa hàng ở giữa này hai bên là bên này là tàu mới và bên là hàng gốm. Hàng gốm. Còn bên đất nung ở bên này. Đất nung nhỉ? Đúng rồi, đất nung, một ít hàng mini. Đất nung, rất nhiều. Anh em đến qua đây giao lưu nhé. Đây, còn những cái nhỏ nhỏ xinh xinh này, rất là tinh. Trồng những cái đồ siêu mini. Thậm chí có những cái chậu đây. Rất hay, nhìn giống như cái chén. Nên nếu nó tinh á. Mình có cả tàu, cả Đồng Nai, tất cả đúng không? Không, Đồng Nai em biết. Bây giờ Đồng Nai thì gần như là không cửa hàng, gần như là không có cái nào đấy. Đấy, tôi vừa lấy cái kia kìa. Đấy, cái con dấu kìa. Tí nữa trả tiền. Còn cái đấy, một cái loại chữ nhật mà bo góc kia kìa. Là đang báo giá là 1 triệu 2 hay 1 triệu mấy? 3, 1 triệu 3. 3. 1 triệu 3 đấy. Kích thước là khoảng 35-50. Và sâu lòng chắc khoảng độ cỡ 5-7 phân gì đấy nhỉ. Vâng, con đấy lọt vào trong thì trồng những cái cây 5-6 phân mỏng bệ rất là hợp, mỏng bệ đấy mà cây đấy khá nhẹ nhàng. Còn đây là loại sâu lòng một chút, vắt góc. Vắt góc này thì triệu 9 nhỉ các bạn, 2 triệu mấy, triệu 9 cũng kích thước khoảng 35-50 lọt lòng ấy. Đây có cái tàu xanh dương à, xanh lam à, xanh lam. Đấy, rất là đẹp, bên cây đẹp lắm. Tàu cũ thì thường nó chiều dài nó thường là dài hơn. Đấy. Tàu cũ nó được cái men nó đẹp. Loại chấm bi nữa. Chấm bi nữa. Chấm bi nữa. Tròn. Đấy, bên này rất nhiều cũ, ngoài kia rất nhiều cho cây mini đẹp. Có cả long trầu lẫn hổ phù cứ. Cứ bảo lô 13 chợ Vạn Phúc thì địa chỉ chắc là hơi khó, cứ vào chợ là hỏi là biết. Minh Thành nhỉ? Thôi chỗ đằng sau còn bia Mai Hương. Đằng sau bia Mai Hương, mặt Vạn Phúc là bia mặt Tố Hữu là bia Mai Hương ấy. Thì đi vào trong khu chợ đằng sau ấy, bia Mai Hương là đến. Đây tôi vừa lấy cái này. Tôi vừa lấy cái này. Có hai cái dấu của khựa đấy. Đấy. Ra đây chọn thoải mái. Nhất là anh em chơi mini cây tầm trung, những cây tầm trung rất nhiều. Ra đây có nhiều lựa chọn. Còn nhiều chỗ họ ở chậu rất to.
bát tiền, nhưng cái bát tiền thì bao nhiêu tiền? Bát tiền này thì 3.8 triệu. Đấy. Bát tiền. Cũ đây. Cũ đây. Cái bán rồi. Bán rồi. Đấy. Hết lại có. Đấy, anh em vào nhiều chỗ mới liên tục mà. Như cái cỡ như tôi cho trồng kia là rất đẹp. Nhiều phù hợp với nhiều cây bây giờ đấy. Mà nó giá nó không đắt. Chẳng. Mình thích chữ nhật với lại có viền này, có viền và thoát chân đứng thành, nhưng mà mình rất thích. Mặc dù có thể cây đối với cái bonsai thì cái chỗ chữ nhật gần như nó phù hợp với tất cả các cây. Gần như là như vậy. Tất nhiên là có những cây vào chỗ tròn nó sẽ đẹp hơn thì nó hợp, nhưng mà mình thích chữ nhật các bạn. Tôi rất thích chữ nhật. Và vuông đứng thành, có viền. Đấy. Cái này lòng nó hơi sâu thì nó hợp với những cái cây, cũng rất hợp với những cái cây mà cần tôn nó cao lên. Đấy các bạn. Đôn này, những cái đôn như này, những cái đôn nó cỡ to này thì cái đôn này cỡ bao nhiêu nhỉ? Cái này là 70-40. Chân váy này. 40. Chân váy này. Kiểu chân váy lân, sông lân. Sông lân. Là bao nhiêu như cái cây này thì bao nhiêu? Con này thì con này bổ nó bị lỗi tí. Nó lỗi một tí ở chân. Còn con này nó không lỗi thì nó là 9 triệu. 9 triệu. Một lỗi thì là bao nhiêu? Cái bộ này có 7 triệu. 7 triệu. À, đôi đi. Một đôi 7 triệu. Lỗi là lỗi cái này. Anh em cung cục thì chơi là tốt quá. Đấy, lỗi này là chả ảnh hưởng gì cả. Đấy, anh em ở đây rất thật thà. Có sao nói vậy. Lỗi là lỗi. Mà bán ra lỗi. Đấy. Đôi này thì đôi tàu cũ. Đấy, tàu cũ. Rất nhiều. À, ở đây này, có mấy cái chậu cũ này. Cái béo béo Cao Thành hôm trước bán rồi chưa thấy đâu nhỉ? Đúng rồi, mà cao cao hôm trước đấy. Bán rồi đúng không? Đấy, cái đồ này. Như cái này thì bao nhiêu? Như cái này thì bao nhiêu? Con này là 2 triệu. 2 triệu. Đấy, mình rất thích nó đứng như này. Lại có viền này, chân thoát chân. Rất thích. Kể cả mình không có đôn mình bày cũng được. Đấy. Đấy là sở thích của mỗi người. Vuông thành sắc cạnh, đứng thành. Chắc rộng khoảng độ cỡ gần 30. Và dài khoảng độ 50. Những cái mẫu này lên cây mini đẹp lắm. Mini đẹp lắm. Đây này, ở đây còn có cây này, cả đôn này. 2.8. Sau khu vực chợ chim, cạnh chợ chim. Ôi, cái chỗ nhập cao. Hôm trước còn thấy cả chậu đá này. Chậu đá nào mà em có đặt thôi. Đặt chậu đá là làm hết đấy. Làm rất tinh. Hôm trước tôi xem cái chậu đá làm đây rất là tinh đấy, đẹp. Mà cũng rẻ, 1.000.000 một cái hôm trước cái kích thước đấy, 1.000.000. Nói chung là đặt là làm chậu đá. Đó. Rất nhiều kích cỡ. Bộ bàn. Thì đúng rồi, nhưng mà không đá 1 triệu đâu. Hàng gốm, một dãy hàng gốm, cũng như để lẫn một số cái ở đây. Không được. Đấy, không được đâu. Đấy, anh em qua đây thì giá nó sẽ mềm hơn. Và nói luôn phát giảm giá là bạn của N2T bonsai nhé. Nó nhỏ thế. Ok các bác, sẽ duy cho các bác một chút nữa. Yên tâm nhé. Cái chậu đấy bây giờ cháu đổi cho chú đi khác hơn 5 gram. Đấy, tôi thích cái đấy, mình thích những cái kiểu như này, trồng mini rất đẹp đấy, cứ thoát chân này, chân thoát và có cái viền
đấy là sở thích của mình, còn có những người khác thì lại thích những mẫu khác, rất nhiều lựa chọn. Cái dòng lớn này rất nhiều, để nói chung là để kho hàng bảy mẫu nữa. Đúng rồi. Anh em có nhu cầu những kích thước khác có thể hỏi, và những màu khác. Đấy. Đây. Bây giờ như này, cháu để cho chú đá 2 triệu 3, chú chuyển tiền thì tùy. Tôi thử lấy cái thước, tôi đo cái kích thước của cái chậu này. Chậu nó thành khá sâu. Lọt lòng là 60. À, phủ bì 60, còn lọt lòng là 54, 39. Phổ vì là 46. Cao thì 17.5. Cả chân đấy. Còn những loại bầu dục đây rất nhiều. Bầu dục để thả nước hoặc là trồng những cái ấy rất nhiều. Đấy, như cái này thì tầm mấy trăm. Vì mới. Mới mà. Sau này nó cũ thì chắc nó đắt hơn ít. Rồi. Cái mẫu vàng này ngồi làm cây cũng rất nổi. Mini. Cái khay này. Cây này rất hay, rất mỏng và bác vừa lấy về thả nước cho những một số cây cũng rất đẹp. Ok, cảm ơn các bác nha. Đây. Cái gì đây? Đây. Giám đốc đây. Ok xin các bác, địa chỉ thông tin đấy nhá. Đây các visit đây nhỉ? À, ok rồi, đầy đủ thông tin đấy. Ra giao lưu mạnh lên, mua cây chợ Vạn Phúc xong rồi vào đây ướm chậu luôn, đỡ phải lăn tăn đấy. Có cả đất Nhật, đất nhung rồi. Bao tiền như là mình có nhiều loại hạt không hay chỉ có loại? Chưa, bây giờ tạm thời nó còn có size S, còn bình thường là có size M, size S, size S, nhưng mà bây giờ thì còn size S. Akadama này. Trồng đất này cho nó nhẹ thoáng. Bê vác nó, mà cái cây nó phát triển bệ đẹp. Đấy các bác. Mua cây xong rồi qua đây mà ướm luôn. Có cả bày một số cây mẫu này. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.